Rồi bây giờ bước sang bài đọc tiếp theo các em nhé. Từ câu 186 đến câu 190. Các em để ý nè, từ câu 186 thì chúng ta sẽ có 3 bài đọc lần các em nha. Em nhìn sơ qua nè. Bài đọc đầu tiên là advertise, là chắc là một cái quảng cáo gì đó phải không nào. Bài đọc thứ hai là một cái trang web nè ha, có World Wide Web nè em. Rồi, bài đọc thứ ba ha, là một cái email phải không nào, có to, có from ha. Rồi, đây là có 3 bài đọc ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua câu hỏi đầu tiên. Câu 186 ha. Rồi câu 186 hỏi gì đây? What is not true? Cái điều gì á thì không đúng về Shelton Media. Vậy từ khóa chính là từ Shelton Media, phải không nào? Rồi, cái điều gì sau đây không đúng là dạng gì em? Loại trừ. Đối với dạng loại trừ chúng ta đọc từng đáp án và dò từng đáp án ha. Thì Shelton Media em xem coi là bài số mấy. Thường thường câu hỏi đầu tiên là bài số 1 á. Bây giờ chúng ta kiểm tra thử nha. Đây. Bài số 1 đã có Shelton Media rồi nè, em thấy chưa? Ok, rồi bây giờ chúng ta đọc từng đáp án và dò nha. Câu A trước nè em. It accepts, nó chấp nhận multiple là nhiều đó em. Methods là phương thức, là payments là thanh toán. Mình dịch lại nè, câu A. Nó chấp nhận nhiều phương thức thanh toán. Vậy thêm từ khóa trong cái này là gì em? À, là multiple là nhiều và gì nữa ha? Thanh toán phải không nào? Vậy thì thanh toán là liên quan đến tiền phải không nào? Bây giờ chúng ta dò bài số 1 xem chỗ nào có thanh toán, có tiền. Thì chúng ta ngừng lại xem có nhiều phương thức thanh toán hay không nha. À, ngay cái bảng luôn nè phải không em? Cái bảng có tiền nè, có việc thanh toán nè. Ok, vậy thì em xem nè, có nhiều phương thức thanh toán không? Có phải không nào? Số lượng nè. Tùy theo số lượng thì sẽ có giá khác nhau, rồi kích cỡ thì có giá khác nhau nè. Vậy thì sẽ có nhiều phương thức thanh toán phải không nào? Vậy câu ai có không? Câu ai có ha, câu ai là true. Rồi tiếp câu B đi em. Câu B này, it targets. Targets danh từ là mục tiêu, target danh từ là mục tiêu ha. Nhưng mà động từ có nghĩa là nhắm tới, hướng tới gì đó. Khi mình nhắm tới, mình hướng tới cái gì đó có nghĩa là mục tiêu của mình, phải không nào? Có nói lại ha, câu B là nó nhắm tới những cái residents là cư dân của community, một cái cộng đồng particular. Particular là cụ thể đây em. Nó nhắm tới cư dân của một cái cộng đồng cụ thể thôi, của một cái nhóm cộng đồng cụ thể ha. Vậy thêm từ khóa là từ nào? Residents, phải không nào? Cư dân, community, của một cái cộng đồng, phải không nào? Bây giờ chúng ta dò nha, xem chỗ nào có resident thì dừng lại. Rồi bài số 1 nào, dò đi em. Dò từ đầu luôn ha, chỗ nào có resident ha. Đây, dòng thứ hai có từ resident nè, phải không em? Rồi chúng ta đọc luôn nha. Đọc dùm câu từ đầu luôn nè. Shelton Media nè, đang nói về Shelton Media nè. Shelton Media cares about, có nghĩa là quan tâm về Birmingham là một cái vùng nè em. Alabama là một cái vùng, phải không nào? Nó quan tâm đến cái vùng Birmingham, Alabama. That's why, đó là lý do tại sao mà cái newsletter là cái bản tin đó em, monthly, cái bản tin hàng tháng mà chúng tôi produce, sản xuất ra đó, thì sent, được gửi exclusively, là dành riêng cho đó em, gửi dành riêng cho resident, cư dân của cái community, cái cộng đồng này. Vậy thì em xem, nó nói là cái Shelton Media này á, thì quan tâm đến cái vùng gì em? Birmingham, Alabama, phải không nào? Và những cái ấn bản, những cái newsletter, những cái bản tin hàng tháng á, nó sản xuất ra thì nó gửi cho ai em? Cư dân của cái cộng đồng này. Vậy em nhìn lại câu B nè. Câu B đúng hay không? Nó targets, nó nhắm tới cái cư dân của một cái cộng đồng cụ thể. Có phải không nào? Cộng đồng cụ thể đó chính là cộng đồng của Birmingham. Hồi nãy chúng ta xem rồi phải không nào? Vậy câu B là true ha, câu B là đúng. Rồi bây giờ câu C nha, câu C nè. Nó brings, nó in một cái newsletter, một cái bản tin á, một cái issue ha, một cái ấn bản bản tin á, weekly, hàng tuần. À, nó in ấn bản bản tin hàng tuần. Vậy thì em ơi, câu C đúng hay sai? Lúc nãy chúng ta có dò, em nhớ không? Hồi nãy mình vừa mới dò qua thông tin luôn. Bây giờ em xem lại nè. Chỗ nào ha? Đây. Nãy em nhớ chỗ này không? Nè, đó là lý do tại sao the monthly newsletter, cái bản tin hàng tháng mà chúng tôi produce, sản xuất ra. Vậy thì nó sản xuất cái bản tin là hàng tuần hay hàng tháng em? Hàng tháng, phải không nào? Vậy câu C là đúng hay sai? Sai, vậy chắc chắn đáp án là câu câu C ha. Chúng ta không cần phải dò câu đi nữa, được không nào? Câu 187, what extension number? Extension number là số nội bộ đó em ha. Rồi, cái số nội bộ nào á mà clients, khách hàng
Nên dial, mình có từ dial là quay số hay là gọi đến ha. À, khách hàng thì nên quay số, cái số nội bộ nào á, để mà inquire là yêu cầu thông tin về rates là giá cả nè em, discounted là được giảm. Cô dịch lại câu này ha, khách hàng á, thì nên gọi đến cái số nội bộ nào để mà yêu cầu thông tin về việc giá giảm, được không nào? Vậy thêm từ khóa là từ nào? Discounted rates, hôm nào chúng ta dò xem chỗ nào nói về giảm giá ha. Rồi đáp án là những cái số nội bộ nè em. Rồi bây giờ chúng ta cùng dò giá giảm nha. À, em nhớ bài số 1 không? Rồi, bài đọc đầu tiên á, thì giá là từ ở đâu? Từ khúc nào trở xuống em ha? À, từ cái bảng trở xuống là giá phải không nào? Vậy chúng ta dò từ cái bảng trở xuống xem chỗ nào nói về giá giảm nha. À, cái bảng có không em? Cái bảng là không có rồi nè, phải không? Rồi, đọc tiếp nè, dò cái đoạn ở dưới chỗ này nè em. Xem có giá giảm giá không nha. Dòng thứ nhất có giảm giá không? Không có phải không nào? Dòng thứ hai. Đây, dòng thứ hai có từ discounted rate, em thấy chưa? Discounted rate là giá giảm nè, vì chúng ta đọc cái câu này nha, tại vì rất có khả năng đáp án sẽ nằm ở cái câu này ha. Đọc nào. If you are interested in, form, nếu mà bạn quan tâm đến cái contract, hợp đồng long term là lâu dài đó, của hơn 24 ấn bảng và would like, muốn find out, tìm hiểu về giá giảm của chúng tôi á, thì hãy liên hệ với chúng tôi tại cái email này hoặc là gọi đến cái số này để mà nói chuyện với Daniel Kelly. Vậy em ơi, nó bảo là nếu mà muốn tìm thông tin về discounted rates á, thì một là liên hệ email, mà nãy đáp án không có email thì em bỏ qua đi. Hai là gọi đến cái số này 555-4311 và nói chuyện với Daniel Kelly. Mà em nhìn lại cái đáp án lúc nãy của chúng ta nè. Nè, đáp án 187 nè em, số nội bộ á, không có cái số dài như vậy, chỉ có hai số thôi. Vậy bây giờ em coi nè, bài số 1 không có thông tin về số nội bộ, vậy chắc chắn đây là câu liên hệ, được không nào? Vậy thì bây giờ em nhìn xuống đi, chắc chắn là nó liên hệ, và thường thường nó liên hệ là nó sẽ liên hệ với bài liền kề của nó. Vậy em nhìn bài số 2 xem. Rồi, nó nói là hãy gọi đến cái số này phải không nào? Số 555-4311 và nói chuyện với Daniel Kelly. Vậy bây giờ chúng ta dò đến bài số 2 đi em, xem có chỗ nào liên quan đến nó hay không. À, nếu em nhìn nhanh á, thì em sẽ thấy là cái khúc này nè sẽ có số nội bộ phải không nào? Rồi, vậy thì em nhìn sơ nè. À, kế bên cái số nội bộ sẽ có những cái tên, phải không em? Rồi, em thấy tên Daniel Kelly không? À, vậy thì chắc chắn muốn giảm giá thì phải nói chuyện với Daniel Kelly. Mà Daniel Kelly thì số nội bộ là 18. Vậy em nhìn đi đáp án, A, B, C, đáp án là câu gì? À, đáp án là câu B, được không nào? Rồi, đây là câu liên hệ hay em ha? Đây là một câu khó. Chúng ta phải dò mất nhiều thời gian mới ra. Câu 188. What can customers là khách hàng ha. Khách hàng thì có thể do làm gì ở trên Shelton Media's website, ở trên website của Shelton Media, được không nào? Vậy thêm từ khóa là từ nào? À, website phải không? Và nãy chúng ta có nhìn qua ba bài đọc rồi em, thì bài đọc thứ mấy là website em nhớ không? Em nhìn ngược lại xem. Bài đọc thứ hai chính là website phải không em? Nha. Bài đọc thứ hai là website nè. Vậy lát chúng ta dò bài đọc số 2 ha. Bây giờ chúng ta nhìn bốn đáp án trước đi em. Thì bốn đáp án nha. Câu A là cung cấp feedback, phản hồi về service là dịch vụ, có thể cung cấp phản hồi về cái dịch vụ ha. Câu B, order là đặt hàng, product, sản phẩm từ catalog, danh mục sản phẩm đó ha. Câu C, enter là tham gia ha. Draw cái gì đó hàng tháng phải không nào? Nếu mà chúng ta không biết thì chúng ta có thể để đó ha, tham gia cái gì đó hàng tháng. Câu D, chat with là nói chuyện ha, chat đó ha, nói chuyện với representative, người đại diện của công ty, được không nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò xem khách hàng có thể làm gì ở Shelton Media's website nha. Chúng ta cùng dò bài số 2. Đây, bài đọc số 2 nè em, Shelton Media website ha. Rồi cùng đọc nha. Bây giờ em coi là đây là cái thanh công cụ của nó nè. Ok, nó đang ở một liên hệ với chúng tôi phải không nào? Cái chỗ này in đậm là nó đang ở mục này đây, mục liên hệ nè. Rồi bây giờ em xem nha. Contact Shelton Media, liên hệ với Shelton Media. Should, nếu em thấy đảo ngữ với từ should nè, nhưng mà ở phía sau không có chấm hỏi thì đó chính là đảo ngữ của if ha, và dịch là nếu, được không nào? Đây là if em. Nếu mà bạn cần communicate, nói chuyện với chúng tôi đó, thì hãy đến cái address là địa chỉ ở bên dưới và gọi điện cho chúng tôi tại cái số này từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. À, vậy là nếu mà muốn nói chuyện á, thì phải đi đến cái địa chỉ ở bên dưới phải không em? Em nhìn nè, đây có lại có cái địa chỉ nè, hoặc là gọi điện thoại. Còn lúc nãy chúng ta dò một cái đáp án, em nhớ không, là có cái câu đi nè, chat with, nói chuyện với người đại diện của công ty, được không em? Đâu có được đâu, phải không? Muốn nói chuyện thì phải đến địa chỉ
hoặc là gọi điện thoại, chứ đâu có được nói chuyện ở trên website đâu. Vậy câu đi không được ha. Nếu mà em thấy cái câu nào mà nó, cái đáp án nào, em nhớ đáp án nào mà nó giống giống với thông tin trên bài đọc thì em dịch rồi em kiểm tra lại có đúng hay không ha. Vậy câu đi không đúng là dịch tiếp nè. Dial, hãy gọi cho một trong những cái số nội bộ đó em. Extension numbers là số nội bộ ha. Hãy gọi đến một trong những cái số nội bộ của department, là cái phòng ban á, được liệt kê ở bên dưới để connect, kết nối với representative, người đại diện thích hợp đó. Vậy thì nó nói là phải gọi điện hoặc là đến cái địa điểm đó thì mới nói chuyện với người đại diện được ha. Rồi bây giờ dịch tiếp đi em. Rồi sau nó có là địa chỉ nè, phải không em? Rồi tiếp theo là departments, phòng ban với những cái người đại diện và những cái số nội bộ. Rồi cũng chưa có gì liên quan đến đáp án hết phải không? Thì chúng ta đọc câu cuối cùng đi. Additionally, thêm vào đó thì chúng tôi encourage, khuyến khích bạn là hãy tell us, cho chúng tôi biết. What do you think? What do you think of? Bạn nghĩ gì về outside, địa điểm của chúng tôi á, và service của chúng tôi? Rồi hãy click vào chữ here, click vào chỗ này để mà điền vào cái form comments là bình luận. Bình luận về gì em? Về cái địa điểm và cái dịch vụ phải không? Vậy thì em nhớ có cái đáp án gì mà nó liên quan đến dịch vụ không? Đây là câu gì em? À câu A phải không? Nó nói là cung cấp phản hồi về dịch vụ nè, feedback, những cái phản hồi về dịch vụ. Vậy thì em coi nó giống ở đây không? Đây này em, click vào chữ here và điền vào cái form comments là form bình luận. Click vào here chính là làm online, phải không em? Vậy là làm ở trên website luôn. Vậy thì ở trên website họ có thể phản hồi về dịch vụ ha. Vậy em nhìn đi, ABC đáp án chỉ có thể là câu à câu A thôi, được không nào? Cung cấp phản hồi về dịch vụ ở trên website ha. Câu 189, what does Miss Lope, bà Lope thì indicates, chỉ ra cái điều gì về lawlessscapes? Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Miss Lope và lawlessscapes, phải không nào? Và bây giờ chúng ta phải xác định được là cái câu hỏi 189 á, là nó nằm ở bài số mấy, bài số 1, số 2 hay số 3. Vậy chúng ta sẽ dò xem bài nào thì có Miss Lope và lawlessscape. Em nhìn từ đầu lại coi, nãy bài số 1, bài số 2 không có rồi nè. Bài số 3 phải không em? Nè, em nhìn ký tên là ra nhanh lắm. Nè, bà Lope nè, phải không nào? Miss Lope nè, rồi có lawlessscape luôn nè, phải không nào? Vậy thì em để ý nha, bà Lope là người viết cái email này và bà ta là manager, quản lý marketing, phải không nào? Và cho cái công ty lawlessscape này, phải không nào? Vậy thì đối với dạng câu hỏi 189 này á, cái từ khóa nó đang là bao trùm cả bài đọc luôn. Bà Lope này sẽ bao trùm cả bài đọc và cái công ty lawlessscape này cũng bao trùm cả bài đọc luôn. Nếu chúng ta dò từ khóa thì rất là lâu em. Vậy chúng ta phải đọc từng câu và dò từng đáp án ha em ha. Bây giờ câu A trước nha. Câu A nè. It plans, nó lên kế hoạch để mà sign ký cái hợp đồng 2 years, 2 năm ha. Agreement là thỏa thuận hay là hợp đồng, nó đang lên kế hoạch để mà ký cái hợp đồng 2 năm. Và bây giờ mình dò câu này xem có thông tin trong bài đọc hay không nha. Câu này từ khóa là từ nào vậy em? 2 year agreements, phải không nào? Vậy chúng ta dò đi bài số 3 xem có chỗ nào nói về 2 year agreements hay không. Rồi chúng ta dò nha, đoạn thứ nhất em xem có 2 year không, cho thời gian xem. Dòng thứ nhất không có, dòng thứ hai không có 2 years em, chỉ có 12 tháng thôi, phải không nào? Rồi bây giờ dò tiếp nha, đoạn số 2. Đoạn số 2 xem có 2 years hay không. Dòng thứ nhất có không em? Không. Dòng thứ hai cũng không có 2 years luôn. Dòng thứ ba cũng không có luôn. Dòng thứ tư cũng không có luôn. Dòng thứ năm cũng không có 2 years nữa. Dòng thứ sáu cũng không có 2 years luôn. Vậy không có thì chúng ta bỏ qua đi. Bây giờ câu B nha. Câu B, it has more business, nó có nhiều cái công việc kinh doanh hơn. During the spring là trong suốt cái mùa xuân á. Cô dịch lại ha. Trong suốt mùa xuân thì nó có nhiều công việc kinh doanh hơn. Rồi, vậy bây giờ theo em từ khóa là từ nào? Spring, mùa xuân phải không nào? More business phải không nào? Bây giờ chúng ta dò mùa xuân nha. Xem chỗ nào có mùa xuân, em dò lại nè. Đoạn đầu có mùa xuân không em? Dòng thứ nhất có spring không? Không có phải không? Dòng thứ hai không có spring luôn. Dòng thứ ba cũng không có. Dòng thứ tư, đoạn số 2 nè, không có spring luôn. Dòng tiếp theo cũng không có spring luôn. Dòng tiếp theo cũng không có luôn. Dòng tiếp theo cũng không có ha. Dòng tiếp theo cũng không có luôn. Dòng cuối cùng, đây, dòng cuối cùng có từ spring nè, em thấy chưa? Ok, vậy rất có khả năng đáp án nằm ở thông tin, nó nằm ở đây. Chúng ta phải dịch kỹ lại câu này ha. Từ chỗ nào đây em? I believe, phải không nào? Đây, dịch câu này ha. I believe, tôi tin rằng á, chúng ta should, nên get our new ads. Chúng ta nên có cái quảng cáo mới vào cái newsletter, là cái bản tin á,
Có nghĩa là chúng ta nên đặt những cái bản quảng cáo mới vào cái bản tin as soon as sớm nhất possible có thể, bởi vì it almost spring có nghĩa là gần như là mùa xuân rồi, có nghĩa là sắp đến mùa xuân rồi đó. Và our service, dịch vụ của chúng ta đó thì sẽ more in demand, more là nhiều hơn nè em, demand là nhu cầu, nhiều hơn trong cái nhu cầu, có nghĩa là cái nhu cầu dịch vụ sẽ nhiều hơn, cái nhu cầu dịch vụ sẽ tăng. Vậy thì mùa xuân nhu cầu dịch vụ sẽ tăng. Vậy em coi đọc lại câu B coi đúng không? Câu B dưới này nè em. Nè, it has more, nó có nhiều cái công việc kinh doanh hơn vào mùa xuân. Ồ đúng không em? À, đúng rồi ha. Ok, vậy thì em để ý ha, như có những cái từ nó gần nghĩa với nhau nè. More business có nghĩa là service, be more in demand ha. Dịch vụ mà có nhu cầu nhiều hơn có nghĩa là mình có nhiều công việc kinh doanh hơn, chứ còn gì nữa phong nào. Vậy đáp án là câu B, thì chúng ta không cần phải dò câu C và câu D nữa hay em ha. Rồi câu 190, how much là bao nhiêu tiền nè, mà bà blow là bài mấy vậy em, bài 3 đúng không, mà thường câu hỏi cuối cùng sẽ thuộc về đoạn cuối cùng ha, bài đọc cuối cùng. Rồi em coi nè, bà blow á, suggest đề nghị, spending chi, how much chi bao nhiêu á em, cho mỗi cái quảng cáo ha. Vậy thì em coi nè, đáp án là những cái con số về tiền phải không? Và để làm cho nhanh á thì chúng ta sẽ dò bài số 3, chỗ nào có tiền thì mình dừng lại ha. Rồi em coi đi, nhìn lên bài số 3 nè. Là bài này phải không nào, cái email này em bài liền kề với câu hỏi luôn đó. Rồi bây giờ em nhìn đi xem chỗ nào có tiền. Đây có 255 phải không nào? Em nhìn xuống đáp án coi có 255 không? Không có, vậy chắc chắn chúng ta phải dịch cái này rồi. Mà thậm chí đáp án mà có 255 đô đi chăng nữa thì em cũng nên dịch lại cả câu chứa cái số đó để chúng ta hiểu hết nghĩa nha. Tại vì nhiều khi nó không phải là 255 nha em. Bây giờ chúng ta đọc nè. We paid, chúng ta đã trả 255 đô cho mỗi cái quảng cáo vào lần trước nha. Vậy thì 255 đô là lần trước, hồi trước là trả. Nhưng, but I think, vậy thì là bà Lope nè em. Ai là bà Lope đó? Bà Lope bà think, bà đề nghị, bà nghĩ rằng, bà đề nghị đó em. Bà nghĩ rằng chúng ta nên, là đề nghị chứ còn gì nữa ha. Nhưng tôi nghĩ rằng á, chúng ta nên in cái mới ở trong cái size nhỏ hơn liền kề để tiết kiệm tiền. Vậy có nghĩa là hồi trước á, bà in một cái size lớn hơn với giá 255 đô. Bây giờ bà muốn in size nhỏ hơn mà cái size đó là nhỏ hơn liền kề với nó. Next size smaller, phải không nào? Vậy theo em, bây giờ nó không có thông tin về tiền trong bài số 3 này nữa. Chắc chắn là câu gì em? Câu hỏi liên hệ ha. Câu hỏi liên hệ. Vậy theo em nó liên hệ với bài nào? Bài nào em? Bài số 1 hay bài số 2 thì nói về kích thước và giá cả. Có phải là bài số 1 không? À, bài số 1 ha. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ liên hệ với bài số 1. Lúc nãy á, em nhớ không? Nó nói là gì nè? Chúng ta đã trả ra 255 đô cho mỗi cái quảng cáo vào lần trước, phải không? Nhưng mà tôi nghĩ mình nên in cái ở cái size nhỏ hơn liền kề. Vậy bây giờ chúng ta dò cái size nhỏ hơn liền kề với 255 ha. Bây giờ em xác định đi, 255 nó nằm chỗ nào? Đây đúng không? 255 á là full page, phải không nào? Vậy thì cái nhỏ hơn liền kề á là bao nhiêu em? Là 1/2 page, phải không? Vậy thì nó là bao nhiêu đây? À, 165, phải không nào? Vậy thì em nhìn đi, A, B, C, D, đáp án sẽ là câu nào ha? 165 là câu C, được không nào? Rồi bây giờ chúng ta cùng dịch lại bài này và hệ thống lại những từ quan trọng được highlight các em nha. Bài đầu tiên nào, advertise, quảng cáo ở đâu, dịch từ, danh từ dịch lên nè, ở newsletter là bản tin hay em ha, nên biết từ này ha, newsletter là bản tin, quảng cáo ở bản tin, community là cộng đồng của Shelton Media. Ok, rồi Shelton Media là tên của một hãng truyền thông đó em ha. Thì cares about, mình có động từ care about có nghĩa là quan tâm đến cái gì đó ha. Cái hãng truyền thông á, Shelton Media á, thì nó quan tâm đến cái vùng là Birmingham, Alabama. That's why, đó là lý do tại sao á mà newsletter là gì em? Bản tin hay cái bản tin monthly là hàng tháng mà chúng tôi produce sản xuất ra đó, thì send được gửi ha, be sent thì được gửi exclusively. Ở đây mình có cái từ exclusively có nghĩa rất là quan trọng em, từ này rất là hay thấy ha. Exclusively có nghĩa là độc quyền. Tính từ là exclusive bỏ ly đó em, có nghĩa là độc quyền ha, độc quyền. Hoặc có nghĩa là dành riêng cho ai nữa. Thì độc quyền chính là dành riêng rồi, phải không nào? Ok, vậy cô dịch lại ha. Cái newsletter, cái bản tin hàng tháng mà chúng tôi sản xuất ra đó, thì độc quyền dành cho resident là cư dân đó em. Có nghĩa là dành riêng cho cư dân của cái cộng đồng này thôi, là cộng đồng Birmingham này nè.
Vậy mình có từ resident là cư dân, nghe em nha. Rồi tiếp, if you are, nếu bạn là một entrepreneur. Mình có cái từ này nè, entrepreneur, nhấn âm cuối. Từ này có nghĩa là doanh nhân. Doanh nhân ha, entrepreneur. Nếu bạn là một doanh nhân ở trong cái khu vực này á, và bạn would like, muốn join, gia nhập vào cái network, là mạng lưới hay em ha, cái mạng lưới của enterprises, còn nguyên mẫu của nó là enterprise, mình bỏ SD, thì enterprise á, chính là doanh nghiệp hay em ha, doanh nghiệp. Quy xuống đây cho dễ thấy nha, doanh nghiệp. Rồi, vậy mình có từ entrepreneur là doanh nhân, còn enterprise là doanh nghiệp ha. Doanh nghiệp gì? Local, doanh nghiệp địa phương. Diverse, có nghĩa là thuộc nhiều loại khác nhau đấy em. Cô dịch lại câu này để em hiểu hơn nè. Nếu bạn là một doanh nhân ở trong cái khu vực và muốn join, gia nhập vào cái network, cái mạng lưới của các doanh nghiệp địa phương ở nhiều loại khác nhau á, mà chúng tôi support, hỗ trợ, thì consider, hãy xem xét việc place advertisement, đặt những cái bảng quảng cáo ở publication. Mình có từ publication, chính là những cái ấn bản đây em ha. Publications là những cái ấn bản, được không nào? Những cái ấn bản của chúng tôi. Hãy xem xét cái việc đặt những cái quảng cáo ở vào trong những cái ấn bản của chúng tôi, được không nào? Doing so, cái việc mà làm như vậy đó, thì not only, không những help, giúp cho business, cái doanh nghiệp của bạn, cái công việc kinh doanh của bạn, gain exposure. Ok, mình có từ gain là đạt được ha, đạt được. Còn exposure có nghĩa là cái sự phơi ra, cái sự tiếp xúc. Rồi, cái doanh nghiệp của bạn mà đạt được cái sự phơi ra, đạt được cái sự tiếp xúc, khi em quảng cáo một cái sản phẩm hay em quảng cáo một cái doanh nghiệp mà nó gain exposure, nó đạt được sự tiếp xúc, thì có nghĩa là nó tiếp cận được nhiều người đấy, nó tiếp cận được nhiều người trong cái công chúng hay em ha, thì người ta gọi là gain exposure. Và cô dịch chỗ này là tiếp cận được nhiều người, được không nào? Rồi tiếp ha, but also, mà còn, có nghĩa là không những tiếp cận được nhiều người mà còn entitle you to. Ok, mình có cái cụm là entitle somebody to do something. Entitle somebody to do something có nghĩa là cho phép ai làm việc gì ha. Nó bằng với từ allow somebody to something đấy. Allow hay là permit somebody to do something cũng là cho phép ai làm việc gì luôn, thì entitle cũng như vậy hai em ha. Sorry, entitle. Ok, rồi có nói là mà còn cho phép bạn sao em? Free advertising là quảng cáo miễn phí tại many event, nhiều cái sự kiện mà chúng tôi host. Mình có động từ host là tổ chức hay em ha. Such as, ví dụ như là mình dịch lên em, parade là diễu hành, picnic là cắm trại nè, community, cộng đồng của vùng Birmingham, annual là hàng năm hay ha, annual hàng năm. Rồi và cái biannual career fair, mình có từ career fair có nghĩa là hội chợ nghề nghiệp, hội chợ việc làm đó em, một cái hội chợ việc làm new semester. Biannual, hồi nãy mình có từ annual là hàng năm, có nghĩa là mỗi năm một lần á, còn biannual là mỗi năm hai lần hay em ha. Mình có từ bi á, bi là hai đó, biannual mỗi năm hai lần, được không nào? Rồi tiếp ở phía dưới ha, ở phía dưới mình có từ rates là giá cả đó em, nó bằng với từ price ha, thì từ rates nó trang trọng hơn, được không nào? Giá cả indicated được chỉ ra là cho mỗi cái ấn bản của newsletter, là cái bản tin, được không nào? Rồi bây giờ em coi nè, số lượng ấn bản là 6, 12, 24. Rồi đây là số lượng ấn bản ha. Rồi kích cỡ, kích cỡ thì có 1/2 nè trang nè, 1/4 trang nè, 1/2 trang nè, và full trang là đầy trang luôn á. Rồi thì có những cái giá khác nhau ha, ví dụ như 6 cái ấn bản á mà 1/4 trang thì 135, 1/2 trang thì 175, còn full trang luôn á thì là 275, tương tự cho những cái dòng còn lại ha. Rồi tiếp luôn đi em, là xuống dưới cái đoạn cuối cùng là we allow, chúng tôi cho phép business, những cái doanh nghiệp purchase, tại vì em còn nhớ không, mua ha, chúng tôi cho phép những cái doanh nghiệp mua advertisement, là những cái quảng cáo front page, là ở trang đầu á, front page là trang đầu ha, mua những cái quảng cáo ở trang đầu và cho mua inserts. Mình có inserts, người ta gọi là phụ trương đó em. Phụ trương là gì? Phụ trương là những cái tờ in rời, những cái tờ in rời hoặc là những cái tờ ảnh rời á, nó sẽ được lồng thêm vào trong cái tờ báo, tạp chí hay là sách, thì người ta gọi là inserts, những cái tờ ảnh rời, in rời được lồng vào báo hay là tạp chí hay em ha.
If you are interested in, nếu mà bạn quan tâm đến cái contract là hợp đồng, mình có long term là dài hạn đó em. Mình có từ term là kỳ hạn, long là dài nè, kỳ hạn dài của dịch là dài hạn ha. Hơn đối với hơn 24 ấn bản á, và would like muốn find out, tìm hiểu thông tin về discounted rates. Mình có từ rates là giá cả, discounted là gì em, giảm giá, và tìm hiểu thêm về giá giảm của chúng tôi ha, thì hãy liên hệ với chúng tôi tại cái địa chỉ email này, hoặc là gọi đến cái số này và nói chuyện với ông Daniel Kelly. Payments, cái việc thanh toán á ha, cái việc thanh toán bằng credit card là thẻ tín dụng này em, còn debit card đó là thẻ ghi nợ ha. Rồi sự khác biệt giữa hai cái thẻ này là gì? Em coi nè, credit card là thẻ tín dụng, là thẻ mà người ta hay xài á. Thẻ tín dụng á là cái thẻ mà em sẽ có tiền, nạp tiền vào trong cái thẻ này trước, rồi em sử dụng mua đồ hay là thanh toán gì đó, người ta sẽ trừ vào trong cái tài khoản mà em đã nộp vào, cái khoản tiền em nộp vào ha. Còn cái debit card là thẻ ghi nợ á, thì thẻ ghi nợ thì cái thẻ này là vậy nè, em sẽ đi mua sắm thoải mái những cái thứ mình thích ha, rồi những cái thứ đó bao nhiêu tiền thì nó sẽ ghi nợ vào cái thẻ này, và cuối tháng thì ngân hàng họ sẽ xem tổng số tiền em đã mua là bao nhiêu, rồi họ sẽ thì em sẽ nộp vào để trả ha. Có nghĩa là em lúc mà đi mua thì cũng không cần có tiền đâu, nhưng mà cuối tháng thì ngân hàng nó sẽ trừ tiền lại ha. Rồi cash là tiền mặt nè em, cash là tiền mặt ha, còn check là cái tờ séc từ ngân phiếu á ha. Tiền mặt hay là ngân phiếu á đều có thể được chấp nhận hết, được không nào? Mình có cái cụm là make checks payable to. Rồi cô dịch từng chữ nha, make là làm cho nè, cái tờ ngân phiếu á có thể được trả cho cái Shelton Media. Dịch như vậy thì em hơi khó hiểu. Thật ra make checks payable to somebody á có nghĩa là em viết tên của cái somebody á, em viết tên của cái người đó lên trên cái tờ séc ha, và cái người đó đó sẽ cầm cái tờ séc, cái tờ ngân phiếu á, đi đến ngân hàng thì để mà lấy tiền, thì gọi là make checks payable to somebody, được không nào? Rồi bài số 2 luôn nha. Bài số 2 thì mình có nói về đây, Shelton Media, đây là cái website của nó ha, đây là thanh công cụ nè em. Mình có home là trang chủ nè, about us là thông tin của cái Shelton Media ha. Publications là cái ấn bản của nó nè. Subscription là việc đăng ký mua dài hạn, em nhớ không? Subscription ha. Rồi advertisement là quảng cáo nè. Contact us là liên hệ nè ha. Rồi bây giờ về cái mục liên hệ nè, em dịch nha. Should you need to, hồi nãy cô nói rồi phải không? Nếu bạn ha, should, thấy đảo ngữ mà không có dấu chấm hỏi ở phía sau đó là đảo ngữ của if. Chúng ta dịch là nếu ha. Nếu bạn cần communicate with, trao đổi, communicate là giao tiếp, cái này của dịch là nói chuyện hay là trao đổi đó em, trao đổi với chúng tôi, nói chuyện với chúng tôi đó, thì hãy ghé đến cái address là địa chỉ below ở bên dưới, hoặc là gọi cho chúng tôi ở cái số này, from từ thứ hai through đến thứ suốt thứ sáu luôn, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Dial từ này em nên biết ha. Dial có nghĩa là quay số điện thoại đi em, quay số ha, quay số hoặc là gọi đến cái số nào đó ha, quay số hay là gọi. Rồi dial, hãy quay số, hãy gọi đến một trong những cái extension number là số nội bộ, hãy gọi đến, hãy quay số một trong những cái số nội bộ của department là phòng ban đó em. Còn chỗ này là tính từ ha, cái đi tìm cái đuôi ô là tính từ thôi, cái số nội bộ của phòng ban listed được liệt kê ở bên dưới á, để mà connect to làm kết nối ha với representative. Mình có representative là người đại diện nghe nha, người đại diện, kết nối với người đại diện. Appropriate là phù hợp hay là thích hợp ha, phù hợp hay là thích hợp, kết nối với người đại diện phù hợp thích hợp. Rồi mình tiếp theo nào, main office văn phòng chính thì ở địa chỉ là cái này, phải không nào? Rồi tiếp departments các phòng ban nè, mình có community cell cái phòng ban cell cộng đồng nè, cái người đại diện là người này ha, và số nội bộ là 11. Rồi phòng ban bán quảng cáo nè thì là Daniel Kelly, đây là số nội bộ ha. Rồi về layout là về cái cấu trúc của cái bài đó, bài viết đó, thì liên hệ với ông này, số nội bộ là như đây ha. Accounting là kế toán nè, liên quan đến kế toán á thì sẽ gọi đến Avery Lee, số nội bộ là 28 ha. Distribution là về việc phân phối đó, phân phối, phân phát nghe nha, distribution thì gọi đến Turner, số nội bộ là 30, được không nào? Rồi tiếp với nhà đoạn cuối nào. Additionally là gì em, thêm vào đó ha, thêm vào đó thì chúng tôi cũng encourage, khuyến khích bạn tell us, nói cho chúng tôi biết về việc là what you think of, bạn nghĩ gì về our site. Mình có từ site học rồi là gì em, địa điểm, phải không nào?
cái chỗ, cái nơi, cái địa điểm ha. Nghĩ gì về cái địa điểm, cái nơi của chúng tôi và service là dịch vụ của chúng tôi. Hãy click here, click vào chữ here để mà fill out là gì em? Điền vào một cái form comment là gì em? Bình luận ha, comment, bình luận. Rồi tiếp bài cuối cùng nha, bài số 3. Bài số 3 là một cái email nè, cùng dịch với cô nè. To gửi đến người này, from gửi từ, bà Lope ha. Chủ đề advertisement, quảng cáo, ngày là ngày 2 tháng 2. Attachment là cái tin được đính kèm đem, là report là các bạn báo cáo ha. Rồi bây giờ cùng cô xem nào. Charles thân mến, I compile, mình có từ compile là soạn ha, soạn cái gì đó hay là biên soạn, soạn thảo đấy em, soạn ha. Tôi đã compile, soạn một cái report là gì em, báo cáo regarding liên quan tới những cái advertisements là những cái quảng cáo đó mà chúng ta đã ran, đã chạy ha, đã chạy quảng cáo ở cái newsletters, những cái bản tin tức community, cộng đồng của Shelton Media trong hơn một cái khoảng thời gian là 12 tháng vừa qua, với cái nỗ lực này em, effort, với cái nỗ lực là reach, chạm tới, tiến tới nhiều khách hàng địa phương hơn ha. Mình có từ clients là khách hàng nè, được không nào? Rồi tôi đã attached, attached động từ là đính kèm ha, đính kèm cái gì đó, tôi đã đính kèm. Còn danh từ của nó là ở đây nè em, trên đầu nè, attachment có nghĩa là cái vật được đính kèm ha, thì đều được đính kèm là danh từ. Còn attach là động từ. Tôi đã đính kèm nó, đã đính kèm cái báo cáo đó em. For your convenience, cho cái sự tiện lợi, convenience là tiện lợi, để cái sự tiện lợi của bạn, có nghĩa là để bạn tiện tham khảo, được không em ha. Rồi based on là dựa trên cái gì đó ha, dựa trên, dựa trên cái số lượng inquiries, có nghĩa là yêu cầu thông tin cái gì đó nha em nha, yêu cầu thông tin, kêu em muốn yêu cầu thông tin về gì đó thì mình nói là inquiries, được không nào, yêu cầu thông tin ha. Dựa trên cái số lượng yêu cầu thông tin về dịch vụ á mà chúng ta receive, nhận được từ clients, khách hàng, những người mà đã nhìn thấy cái quảng cáo, thì tôi recommend là khuyên bảo hoặc là đề nghị ha em ha, cho nên là dịch là đề nghị đó em, đề nghị, khuyên bảo hoặc đề nghị ha. Thì tôi recommend, đề nghị rằng chúng ta đó advertise, quảng cáo ở newsletter, cái bản tin đó, again, lần nữa, for the same amount of time, tức là trong cái khoảng thời gian giống như vậy là 12 tháng lúc nãy đây, đây nè. Rồi tiếp, we paid, chúng ta đã trả 255 đô cho mỗi cái quảng cáo lần trước, nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta should nên print in cái quảng cáo mới đó em, ở cái size nhỏ hơn liền kề ha, để mà save some money, tiết kiệm được một ít tiền, được không nào? There is also, cũng có cái size nhỏ nhất, cái mà thậm chí là nó rẻ hơn nữa, nhưng tôi nghĩ rằng á thì sẽ rất là difficult, là gì em, khó để mà fit. Fit có nghĩa là làm cho vừa đó ha, làm cho vừa, làm cho vừa vặn ha, làm cho vừa vặn, vừa vặn. Cái này có dịch thoáng là gì nè, rất là khó để mà đưa tất cả những cái content, content là nội dung em, nội dung ha, nội dung, rất là khó để mà đưa tất cả những cái nội dung mà chúng ta, sao em, mà chúng ta need, là chúng ta cần á, vừa vặn ha, vào trong cái khoảng không gian mà nó bị limited, là bị giới hạn như vậy. I believe, tôi tin rằng á, chúng ta nên đưa our new ad, ad ở đây là advertisement đó em ha, ad ở đây là advertisement á, chúng ta nên đưa những cái quảng cáo mới của chúng ta vào cái bản tin as soon as possible, là càng sớm càng tốt, bởi vì nó gần như là mùa xuân rồi, có nghĩa là mùa xuân sắp, gần như sắp đến rồi đó, và cái dịch vụ của chúng ta đó thì sẽ nhiều hơn về nhu cầu, có nghĩa là cái nhu cầu dịch vụ của chúng ta sẽ tăng lên, sẽ nhiều hơn ha. Vì mình có cái từ demand là nhu cầu, được không nào, demand nhu cầu ha. Rồi xuống ở phía dưới nha. Rồi bây giờ chúng ta xuống ở phía dưới nha. Phần câu hỏi và đáp án cũng có những cái từ rất là quan trọng. Câu 186 có câu B đó em. Câu B to target. Target chỗ này là động từ, có nghĩa là nhắm tới hay là hướng tới ha. Nhắm tới, hướng tới cái gì đó. Còn danh từ của nó sẽ là mục tiêu ha. Target là mục tiêu, còn động từ là nhắm tới, hướng tới. Rồi câu dịch câu B là gì nè. Nó hướng tới, resident là gì em còn nhớ không? Cư dân của một cái community, cái cộng đồng, particular là cụ thể ha. Rồi tiếp, câu 188 có từ draw, hồi nãy chúng ta chưa dịch em. Câu C, tham gia vào cái gì đó hàng tháng, em nhớ không? Draw có nghĩa là rút thăm trúng thưởng nè. Rồi, draw là buổi rút thăm trúng thưởng hay là quay số trúng thưởng hay em ha. Vậy câu C có nghĩa là tham gia vào một cái buổi rút thăm trúng thưởng, quay số trúng thưởng hàng tháng, được không nào? Tiếp câu số 189 mình có từ agreements, lúc nãy có dịch rồi, là bản thỏa thuận hay là hợp đồng ha, bản thỏa thuận hay là hợp đồng. Rồi câu C mình có từ budget, câu dịch lại thôi, budget tôi nhắc lại đó là ngân sách ha. Câu C có nghĩa là nó sẽ tăng ngân sách cho việc quảng cáo, được không nào?
Rồi bài tiếp theo nha, từ câu 191 đến câu 195. Thì ở đây nó có 3 bài đọc đó em. Chúng ta cùng nhìn sâu bài đọc xem nó là dạng gì ha. Bài đọc đầu tiên đó là một cái website. Em thấy cái từ home là trang chủ không? About us là thông tin nè. Ok, và cái trang web này nó đang ở cái mục là promotion, phải không em? Tại vì cái chữ promotion nó in đậm nè. Ok, rồi tiếp. Bài đọc số 2 á, cũng là một cái trang web luôn ha. À, nhưng mà nó đang ở mục gì em? Booking ha, đang ở mục booking. Rồi bài số 3 á, bài số 3 em có thể đoán được nó là cái gì không? Em thấy 4 sao nè, 4 sao, 5 sao là một bài đánh giá ha. Ok, rồi bây giờ chúng ta cùng đọc câu hỏi nha. Câu hỏi số 191. What is not true? Cái điều gì á không có đúng về the trip, cái chuyến đi qua vùng Sahara. Vậy thì em từ khóa là từ nào? À, cái the trip through Sahara, phải không nào? Rồi bây giờ theo em là dạng câu hỏi gì ha? Cái gì sau đây not true, không đúng, thì là dạng câu hỏi loại trả trừ. Câu hỏi loại trừ thì chúng ta đọc từng đáp án và dò từng đáp án, phải không nào? Bây giờ chúng ta cùng đọc câu A trước nha. Câu A nào? It can be purchased. Nó có thể được purchased là được gì em nhớ không? Được mua tại một cái discount, giảm giá, phải không nào? Vậy thì em từ khóa là từ nào ha? Discount, giảm giá, phải không? Vậy bây giờ chúng ta dò xem cái chuyến đi Sahara nó nằm ở bài số mấy. Theo em là bài số mấy? Câu hỏi đầu tiên chắc chắn là ở bài số 1. Chúng ta dò Sahara xem có được mua ở discount, giảm giá hay không nha. Đây bài số 1 nè em. Em dò xem cái chuyến đi đến Sahara nó ở dòng thứ mấy. À, mình nhìn vô mình có thể thấy cái từ Sahara nằm ở ngay dòng thứ hai luôn nè, em thấy chưa? Đây, chữ Sahara ở dòng thứ hai luôn ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng đọc cái câu này thử nha. Nó là gì đây? This winter, cái mùa đông năm nay nè. À, từ ngày 1 tháng 12 đến 28 tháng 2 đó, thì chúng tôi đang cung cấp một cái chuyến đi 30 ngày qua vùng gì em? Sahara. Giảm giá là bao nhiêu nè em? 20%, phải không nào? 20% so với giá thông thường nè, regular rate. Mình có rate là giá, regular là thông thường. Giảm 20% so với giá thông thường ha. Vậy nó có được mua ở giảm giá không em? À, có phải không nào? Vậy câu A đúng ha. Rồi bây giờ câu B thử đi. Nó pass through, nó đi qua at least, ít nhất là 3 countries, 3 đất nước. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Countries, phải không nào? Bây giờ mình dò xem chỗ nào nói về đất nước và xem có 3, có phải có ít nhất là 3 hay không ha. Rồi bài số 1 quay lại nè, em nhìn xem đất nước nằm ở đâu ha. À, có phải đoạn tiếp theo không em? Có từ countries nè. Bây giờ em thử đọc nha, nó là gì đây? The route, cái chuyến đi á, cái đoạn đường đi á, nó sẽ go through, đi qua 4 cái đất nước vùng Bắc Phi nè, em thấy chưa? North African ha. Vậy thì nó nói là gì em? Nó nói là nó sẽ đi qua ít nhất là 3 countries, đúng không? Chính xác ha, tại vì trên bài đọc nó là đi qua 4 thì ít nhất là 3, thì là câu B là đúng, được không nào? Rồi câu C nha, nó thì được cung cấp bởi Boran Tours year round. Year round có nghĩa là quanh năm luôn em, quanh năm suốt tháng luôn ha, người ta gọi là year round. Vậy hồi nãy em dịch em có còn nhớ không? Đoạn đầu tiên này em nói là gì đây? This winter, vào cái mùa đông năm nay á, từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 28 tháng 2 thôi. Vậy cái câu này nói là year round, là quanh năm suốt tháng luôn, có đúng không em? Làm sao mà đúng được ha? Vậy câu C là sai rồi nè. Chắc chắn đáp án là có thể là câu C rồi đó. Bây giờ mình thử câu D đi nha. Câu D, nó được xếp lịch kéo dài khoảng 1 tháng. À, lúc nãy chúng ta cũng có dịch qua rồi, em nhớ không? Có đoạn nó nói là gì nè? Đây nè, từ ngày 1 đến ngày 28 tháng 2 đó, ngày 1 tháng 12 đến 28 tháng 12 thì chúng tôi đang cung cấp một cái chuyến đi dài bao nhiêu nè em? 30 ngày qua vùng Sahara. Và cái chuyến đi này nó nói là 30 ngày phải không? Mà câu đi thì nói là bao lâu em? À, 1 tháng, vậy thì 30 ngày chính là 1 tháng chứ gì nữa. Vậy câu đi đúng ha, vậy câu nào không đúng vậy em? À, đáp án là câu C, được không nào? Câu 192. According to the online form, theo như cái form online á, what are travelers, những cái người đi du lịch á, are required được yêu cầu là phải làm gì? Upon là khi booking, khi đặt chỗ ha. Vậy thì theo em cái câu này nó hỏi thông tin của bài đọc số mấy? Em thấy có từ gì không? Booking nè. Hồi nãy chúng ta dò bài đọc số mấy thì có booking vậy em? Bài đọc số 2 phải không? Vậy bây giờ chúng ta sẽ dò bài đọc số 2 ha, nhưng trước khi dò chúng ta đọc bốn đáp án trước đi em. Đây, đáp án ha. Câu A nó là gì đây? Indicate, chỉ ra. Meal preference là cái sở thích ăn uống của họ. Câu B, transmit. Transmit là gì em? Chuyển đó, transmit là chuyển ha. Chuyển payment là thanh toán, partial là một phần, partial ha. Chuyển thanh toán một phần. Câu C, provide, cung cấp địa chỉ nhà. Câu D, sắp xếp visa cần thiết, phải không nào? Rồi vậy bây giờ chúng ta sẽ dò bài số 2 xem. Nó nói là người du lịch đó thì cần phải làm điều gì ha. Bây giờ em đọc từ đầu luôn nha. Booking nè.
Ok, rồi fill out, hãy điền vào cái form booking ở bên dưới và gửi cho chúng tôi deposit tiền đặt cọc đó em. Deposit cái phần tiền đặt cọc là 500 đô để mà đặt chỗ của bạn. Bạn em ơi, nó bảo là điền form rồi làm gì nữa, gửi đặt cọc là 500 đô để đặt chỗ phải không? Vậy bây giờ em xem đi nào, nãy chúng ta dịch câu nào nó giống giống vậy em? Câu B phải không nào? Câu B transmit, chuyển một cái phần tiền thanh toán. Vậy câu B là chính xác rồi, phải không nào? Câu 193, what is the chatter about Mr. Turner? Cái điều gì á thì được nói về ông Turner. Vậy theo em từ khóa là từ nào? Mr. Turner phải không? Vậy bây giờ chúng ta phải xác định xem câu hỏi này là thuộc bài đọc số mấy. Bây giờ mình dò xem chỗ nào có ông Turner nha. Bài số 1 có không em? Không, phải không nào? Bài số 2 có không? Đây, Turner. Vậy một lát chúng ta sẽ dò bài số 2 ha. Bây giờ đọc bốn đáp án trước nghe em nha. Câu 193, câu A, he frequently, anh ta thường xuyên, goes on trips, đi những cái chuyến đi đến những cái vùng, locations là địa điểm, thêm những cái địa điểm exotic là lạ, những cái địa điểm lạ ở nước ngoài đó ha. Ok, rồi tiếp câu B, ông ta đang ở trong một cái state là tình trạng healthy, là khỏe mạnh, về physical fitness là về mặt thể chất, về mặt thể lý đó ha. Ok, rồi câu C, ông ta đó thì đã tham dự một cái course, một cái khóa học safety là an toàn, cái chuyến đi, phải không nào? Câu D, ông ta had to phải pay extra, trả thêm phí cho cái việc changing là thay đổi his reservation, cái việc đặt chỗ của ông ta. Ok, vậy bây giờ chúng ta nắm ý được bốn đáp án rồi phải không em? Chúng ta sẽ dò đoạn số 2 xem nói gì về ông Turner nha. Rồi, bài số 2 đi em. Ok, câu đầu tiên này chúng ta dịch rồi phải không em? Là điền vào một cái form đăng ký nè, đặt chỗ nè, ở bên dưới và gửi tiền đặt cọc là 500 đô để mà đặt chỗ phải không em? Rồi tiếp ha, nó sẽ được apply toward, nó sẽ được tính vào trong cái tổng chi phí hoặc là reimburse, là hoàn trả lại nếu mà reservation, cái việc đặt chỗ á, bị cancel, là bị hủy ít nhất là 30 ngày trước chuyến đi. Có nghĩa là cái số tiền đó nếu mà em đi á, thì được cộng thêm vào cái tổng chi phí chuyến đi để em đóng thêm thôi, hoặc là hoàn tiền lại nếu mà em hủy trước 30 ngày ha, trước chuyến đi 30 ngày. Rồi if, nếu mà cancellation, cái việc hủy đó, được thực hiện fewer than, ít hơn 30 ngày trước chuyến đi á, thì chỉ có một nửa số tiền được trả lại mà thôi. Ok, vậy khi em dịch đến đây thì ra đáp án chưa em? Chưa phải không nào? Lúc nãy có một cái đáp án nó nói về chi phí á, nhưng mà bây giờ em xem phải đáp án đó không? Câu đi nè, câu đi nó nói là ông ta phải trả thêm phí cho việc thay đổi, việc đặt chỗ. Had to, ông ta đã phải trả thêm phí, nhưng mà cái thông tin lúc nãy mình đọc đó là nội quy của cái bên công ty du lịch đó phải không em? Chứ đâu có nói gì đến là ông ta đã phải trả thêm đâu. Ông Turner đâu có nói gì đến việc là ông ta phải trả thêm phí đâu, phải không nào? Vậy bây giờ chúng ta dò tiếp nha, để xem ABC có hay không. Ở dưới là tên Turner, có nghĩa là ông ta điền vào cái form đăng ký đó, cái form đặt chỗ đó ha. Đây rồi số điện thoại liên hệ nè, email liên hệ nè, rồi tên của cái tour là ông ta đi Sahara tour nè, từ ngày 1 đến ngày 30 nè, cũng chưa có đáp án luôn phải không em? Vậy bây giờ đọc tiếp nha. Option là sự lựa chọn của tour Mauritania, Mauritania tour, cái sự lựa chọn của cái tour đó đó. Rồi I read that, tôi đã đọc được rằng á, là những cái thành viên trong tour du lịch đó đó sẽ có một vài cái tuyến đường khác nhau để mà chọn. Một khi mà chúng tôi reach, chúng tôi đến Mauritania, có nghĩa là khi mà đến cái Mauritania sẽ có một số cái sự lựa chọn khác nhau ha. Và tôi cũng đọc được rằng á, là we are supposed to, chúng tôi phải come to an agreement, là đi đến một cái thỏa thuận và đi cùng nhau. Có nghĩa là sao? Có một số cái lựa chọn về tuyến đường khác nhau, và họ phải ngồi xuống, họ bàn bạc, và họ phải come to an agreement, thỏa thuận với nhau á, là phải đi cái nào, và go together, cùng nhau đi. Ok, rồi the option, cái sự lựa chọn that mà nó appeal most, thu hút tôi nhất á, đó chính là the one, cái mà bao gồm cái việc đi bằng xe lửa nè, em thấy chưa? Vậy có những cái chuyến đi khác nhau, có những cái con đường đi khác nhau, nhưng mà cái mà thu hút ông này nhất là đi bằng xe lửa ha. Rồi tiếp, however, tuy nhiên, tôi sẵn lòng go along with, đi cùng whatever, bất cứ cái nào mà the rest, phần còn lại trong nhóm của tôi á, quyết định, cái số người còn lại trong nhóm của tôi quyết định á, as, bởi vì tất cả những cái sự lựa chọn thì nghe có vẻ rất là thú vị, được không nào? Rồi, I have read the terms, tôi đã đọc rõ cái điều khoản, điều kiện và đồng ý tuân thủ
Ok, xong ổng thích vô. Vậy thì đọc nãy giờ chúng ta không có thấy được đáp án phải không em? Nãy giờ nó đâu có nói gì đến là đi đến những cái địa điểm lạ đâu, cũng không có nói đến là tình trạng sức khỏe tốt, rồi cũng không có nói gì đến đi học khóa học an toàn cả phải không em? Vậy đây có thể là câu liên hệ đây, bởi vì những cái bài mà có hai ba bài đoạn văn á thì nó sẽ có từ một đến hai câu liên hệ ha, rồi nó sẽ liên hệ với lại cái bài đằng trước đây em. Và bây giờ em xem cái bài đằng trước á thì chỗ nào chúng ta chưa dò, à đoạn cuối cùng chúng ta chưa dò phải không? Vậy bây giờ chúng ta đọc đoạn cuối cùng thử nha. Nào, you will be required, bạn sẽ được yêu cầu là cung cấp một cái certificate, là giấy chứng nhận sức khỏe được ký bởi cái người chứng nhận y khoa đó, và chứng minh rằng bạn physically sound, có nghĩa là khỏe đó em, bạn thể chất khỏe ha, và capable of, có thể complete, hoàn tất cái chuyến đi. Vậy thì những người cái tham gia cái chuyến đi đến vùng Sahara này nè em, phải cung cấp một cái giấy chứng nhận về sức khỏe là mình khỏe, mình có khả năng hoàn tất thì người ta mới cho mình đi. Được không nào? Vậy thì em xem nè, ở cái bài thứ hai nè, là ông Turner ổng đã điền đầy đủ thông tin rồi, và ổng đã nói rằng ổng đọc đầy đủ điều kiện điều khoản và ổng thích vô luôn rồi nè em, có nghĩa là ông ta đồng ý để mà đặt chỗ cho cái chuyến đi này. Vậy thì chắc chắn một điều mình suy luận ra được là gì? Khi ông ta đặt chỗ cho chuyến đi thì ông ta phải có giấy sức khỏe, phải không nào? Có giấy chứng nhận sức khỏe. Vậy thì có nghĩa là ông ta đang trong một cái tình trạng sao em? Sức khỏe tốt phải không nào? Vậy bây giờ em nhìn xuống đáp án nha. Lúc nãy có một cái đáp án về sức khỏe là câu nào em hả? Câu B phải không nè? Ông ta đang trong một cái tình trạng sức khỏe tốt. Vậy thì đáp án chính là câu gì em hả? Câu B ha. Và đây là một cái câu nó hơi khó. Đi thi thì em phải ráng dò thật nhanh đi. Nếu như mà dò trong cái đoạn đó đó mà không có thì nó có khả năng là liên hệ với bạn đoạn khác ha. Mà nếu như mà dò hoài không ra thì chúng ta có thể đánh nhanh rồi qua cái câu hỏi khác cũng được ha em ha. Câu 194, what aspect of the trip, cái khía cạnh nào của cái chuyến đi á mà Mr. Turner, ông Turner không có satisfied with, hài lòng ha. Vậy theo em từ khóa trong câu này là từ gì? Not satisfied with, phải không em? Không có hài lòng. Nhưng mà theo em câu 194 là thuộc bài văn số 1, 2 hay 3? Chính xác bài văn số 3 phải không nào? Tại vì bài văn số 3 là bài đánh giá nè em, thấy không? 4 sao nè, bài đánh giá. Vậy thì đi về rồi thì mới biết là mình không hài lòng cái gì chứ. Còn em nhìn ngược lại nè, bài số 1 thì nó về gì em? Bài số 1 là nó về thông tin của cái chuyến đi trên website phải không nào? Còn bài số 2 á, thì nó nói về gì? Cái form đăng ký phải không? Cũng chưa nói về gì về trải nghiệm cả, chỉ có bài số 3 là bài đánh giá nè, cho nên là thông tin nó sẽ nằm trong bài này ha. Vậy là chúng ta vào bài số 3. Rồi, trước khi dò bài số 3 với từ khóa not satisfied with đó, thì chúng ta đọc bộ đáp án trước nha. Câu A là không hài lòng với từ, với cái gì ha? Impoliteness. Mình có từ polite là lịch sự, impolite là gì em? Không có lịch sự ha. Cái sự không có lịch sự của một cái nhân viên phải không nào? Còn câu B, uncomfortable accommodation. Accommodation là những cái cơ sở vật chất hay là tiện nghi á. Uncomfortable là không có thoải mái. Câu C, incompatibility là gì? Nếu mình không để không biết thì mình cứ để đó thử ha. Rồi, của cái thành viên trong nhóm, nói chung là cái gì đó về cái thành viên trong nhóm phải không? Rồi câu D, the lack, cái sự thiếu hụt về variety, đa dạng, meal option, sự lựa chọn của món ăn, có nghĩa là sự lựa chọn của món ăn không có nhiều ha. Ok, vậy bây giờ chúng ta sẽ vào bài số 3 xem chỗ nào nói về không hài lòng nha. Em vào thử xem. Đọc từ đầu luôn nha, đây nè, I recently, tôi gần đây á, got back, trở về từ cái tour Borderland 30 ngày Sahara tour phải không nào? At first, đầu tiên á thì tất cả những gì tôi focus on, chú trọng vào á là cái gì mà tôi sẽ ăn, chúng ta sẽ ăn. I had been excited, tôi rất là hào hứng khi mà để mà thử những cái cuisine là ẩm thực đem, để mà thử ẩm thực của African là châu Phi ha. Nhưng mà I generally found it, tôi lại nhận thấy á, là disappointed là gì nè em? Thất vọng ha. Vậy thì em xem ông này ông ta có cái từ gì nè em? Disappointed, ông ta thất vọng về gì vậy em hả? Về cái mà ăn phải không? Nãy giờ chúng ta đang dịch nè, chúng ta sẽ ăn gì nè, rất là hào hứng để mà thử cái ẩm thực của African, nhưng mà rồi thất vọng ha. Vậy thì cái câu nào là liên quan đến ẩm thực vậy em? À, chỉ có câu câu đi mà thôi phải không em? Thì chắc chắn đáp án là câu đi rồi.
Câu 195, which destination, cái điểm đến nào ở Mauritania mà ông Turner originally là ban đầu want to visit most, muốn đến tham quan nhất, phải không nào? Em thấy câu 195 là câu hỏi cuối cùng rồi. Thường câu hỏi cuối cùng đó em thì nó sẽ có thông tin nằm ở trong bài đọc cuối cùng á. Rồi bây giờ chúng ta nhìn sơ bộ đáp án trước nha. Bộ đáp án là nói về cái gì đây em? À, địa điểm, phải không nào? Những cái địa điểm. Vậy nếu em thấy đáp án là địa điểm á, cách nhanh nhất là chúng ta sẽ dò địa điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ dò xem địa điểm nó nằm ở đâu trong bài đọc số 3 ha. Rồi, à, ở đâu vậy em? Có phải là dòng thứ tư từ dưới điểm lên không? Đây, có một cái địa điểm nè em. Noachat, giống con ai nè, phải không? Vậy bây giờ chúng ta sẽ đọc cái đoạn này nha. Đọc cái câu trước cái những cái địa điểm này đi em. Rồi, bây giờ em coi nè. In Mauritania, ở Mauritania đó. Ồ, có địa danh này luôn ha. Rồi, tiếp nào. Travelers, những cái người khách du lịch đó, có thể chọn đi về hướng nam để đến Noachat hoặc là cắm trại ở Auckland, đây cũng là một cái địa điểm đó nè em. À, hoặc là đi xe lửa nè đến Atar. À, hoặc là tham gia vào cái gì đó, caravan là cái gì đó phải không em? Camel là lạc đà nè, đến Tagant. Đây xuất hiện những cái địa điểm ở trong bài đọc này, em thấy chưa? À, nó có gì đây? No Archard ở câu A nè. Rồi Auckland ở câu gì đây? Câu B nè. Và Atar ở câu C nè. Và Tagant ở câu D nè, phải không nào? Nhưng mà nó chưa nói gì đến sự lựa chọn ban đầu của ông Turner cả, phải không? Em đọc tiếp nè. The majority, phần lớn những người trong nhóm của chúng tôi á, thì muốn đi bằng caravan. So, vì vậy á, that's what, đó là cái mà chúng tôi ultimately, cuối cùng did lựa chọn, phải không nào? It wasn't my first choice, đó không phải là cái sự lựa chọn đầu tiên của tôi. But I was happy just the same, nhưng mà tôi cũng rất là vui, được không nào? Vậy thì em ơi, khi mình đọc đến đây á, thì mình không có thấy thông tin là ban đầu ông Turner đã muốn đi đâu nhất cả. Nó chỉ nói là it wasn't my first choice, đó không phải là sự lựa chọn đầu tiên của tôi thôi. Vậy thì đây rất có khả năng là câu liên hệ hay em ha. Và nếu mà bạn nào mình nhớ tốt á, thì lúc nãy em có nhớ là chúng ta có dịch qua để làm câu 194 đó, à, làm câu 193 đó em. Thì chúng ta có dịch qua bài số 2, có cái chỗ nào nó nói về có nhiều sự lựa chọn, xong rồi nhóm sẽ thống nhất, rồi có cái xe lửa nữa, giống như là cái từ train ở đây này, em nhớ không? Thì bây giờ chúng ta dò lại bài số 2 nha. Bài số 2 nó nằm ở chỗ nào vậy em? Chỗ nào? Đây phong nào có từ train nè, em nhớ không? Ok, vậy bây giờ em đọc lại cái đoạn này thử xem nó là gì đây. Cái câu này ha, cái câu trước cái từ train nè. The option that, cái sự lựa chọn mà appeal most to me, thu hút tôi nhất. À, cái sự lựa chọn mà thu hút tôi nhất đó là cái mà bao gồm cái traveling, cái việc đi bằng xe lửa. Vậy có nghĩa là ban đầu ông thích đi bằng xe lửa. Mà em quay ngược lại nha, bài số 3. Xem đi bằng xe lửa thì đến đâu nào? Take a train to Atar. Atar. Vậy thích đi bằng xe lửa là thích đi đến Atar, phải không nào? Vậy theo em đáp án là câu nào? ABCD đáp án là câu câu C, được không nào? Đây là một câu liên hệ hay em ha. Thì mình cố gắng mình dò nhanh rồi mình nhạy thì làm mới tốt được, được không nào? Các em yên tâm ha, mình làm riết thì tự nhiên mình sẽ làm nhanh hơn, được không? Rồi bây giờ cùng dịch lại bài này và hệ thống lại những từ quan trọng được highlight cùng với cô các em nha. Bài đầu tiên là về một cái website đây. Website của Borderland Tours. Thì Borderland Tours là tên của một công ty du lịch thôi ha. Rồi, for dành cho adventurer. Mình có từ adventurer là danh từ, có nghĩa là những người ưa thích phiêu lưu mạo hiểm thôi em. Thì không biết em gặp từ này chưa? Adventure. Adventure thường mình gặp là danh từ, có nghĩa là chuyến phiêu lưu hay là mạo hiểm. Còn adventurer có thêm cái đuôi r là đuôi chỉ người nè, thì có nghĩa là người ưa thích phiêu lưu mạo hiểm ha. Rồi tiếp xuống dưới cái thanh công cụ thì mình có từ home là trang chủ nè ha. About us là thông tin. Rồi promotion. Promotion là một từ rất quan trọng và thường xuyên ra thi luôn em. Nó có 3 nghĩa hay em ha. Nghĩa thứ nhất là thăng tiến. Thường em sẽ thấy nghĩa thăng tiến trong cái ngữ cảnh là công ty đó em, nhân viên được thăng chức, thăng tiến ha. Rồi cái nghĩa thứ hai á, là quảng cáo. Nghĩa thứ ba là khuyến mãi. Thì thường đối với là sản phẩm đó thì em sẽ thấy hai nghĩa quảng cáo và khuyến mãi ha. Thì ở đây đó em, nó dịch là khuyến mãi đó. Promotion là khuyến mãi. Bởi vì lúc nãy em dịch, em nhớ không? Có giảm giá 20% đó. Ok, vậy cô nói lại ha. Promotion sẽ có 3 nghĩa: thăng tiến, quảng cáo hay là khuyến mãi. Ở đây đang quảng cáo dịch vụ, cho nên chỗ này là khuyến mãi nha em nha. Rồi tiếp theo mình có từ testimonials. Testimonials chính là nhận xét của khách hàng ha. Nhận xét của khách hàng. Nhận xét của khách hàng sau khi trải nghiệm hay là sau khi sử dụng cái sản phẩm dịch vụ đó. Nhận xét của khách hàng. Rồi tiếp một booking là một đặt chỗ nè ha. Rồi tiếp Borderland Tours, cái công ty du lịch này nè, offers, cung cấp extraordinary. Mình có từ extraordinary, có nghĩa là
đặc biệt, lạ thường, khác thường hay mà extraordinary. Nó từ cái chữ này ra nè, ordinary. Ordinary á, tính từ có nghĩa là thông thường, bình thường ha. Còn cái từ là extraordinary có nghĩa là khác thường, đặc biệt hay là lạ thường, được không nào? Vậy cô dịch lại nè, công ty này thì đang cung cấp những cái adventures là gì nè em? À, những cái chuyến phiêu lưu du lịch ha, à, khác thường, lạ thường, được không nào? À, mà những cái chuyến phiêu lưu đó đó thì có rất là few, rất là ít người dare có nghĩa là dám hay là đủ can đảm để mà undertake. Mình có từ undertake có nghĩa là đảm nhận hay là đảm trách hay em ha, đảm nhận hay là đảm trách. Thì cô dịch lại câu này nha, à, cái công ty du lịch này nè em thì cung cấp những cái chuyến du lịch mạo hiểm extraordinary, đặc biệt, lạ thường, mà very few, rất là ít hay là hầu như không có ai dare, dám undertake, đảm nhận, được không nào? This winter, vào mùa đông này nè, thì trong cái khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 28 tháng 2 đó, thì chúng tôi sẽ cung cấp một cái trip, một cái chuyến đi dài 30 ngày through, xuyên qua vùng Sahara ở một cái 20% off, ở một cái regular rate, à, mình có từ rate là giá nè em, regular là thông thường ha. Vậy regular rate có nghĩa là cái giá thông thường, tại cái giá 20% giảm so với giá thông thường, được không nào? Giá thông thường ha, regular rate là giá bình thường bán á, được không nào? This is a track, à, mình có từ track có nghĩa là chuyến đi em ha, chuyến đi, rồi nó bằng với từ journey luôn đó em, journey, chuyến đi. Đây là một cái chuyến đi xuyên qua một trong những cái nơi harshest, mình có từ harsh. Harsh có nghĩa là khắc nghiệt hay em ha, khắc nghiệt. Vậy chỗ này có nghĩa là đây là một cái chuyến đi mà đi qua một trong những cái nơi khắc nghiệt nhất. Nhưng mà scenic landscapes, mình có từ landscape là phong cảnh hay em ha, landscape là phong cảnh, scenic là đẹp đó em, nó bằng với từ beautiful ha. Có nghĩa là sao? Là một trong những nơi khắc nghiệt nhất nhưng mà phong cảnh lại thuộc hàng đẹp nhất on earth, trên trái đất, được không nào? The route, cái chuyến đi, cái tuyến đường đi á, sẽ đi xuyên qua 4 countries, quốc gia. African là châu Phi nè em, North là Bắc Phi ha, North American là Bắc Phi. Ví dụ như là Morocco nè, Western Sahara nè, Mauritania và Mali. Bạn có thể đọc về mỗi cái đất nước more detail, chi tiết hơn bằng việc là click vào cái chữ here này, được không? Rồi tiếp, you will be required to, bạn sẽ được yêu cầu để mà provide, cung cấp một cái tờ certificate. Mình có tờ certificate có nghĩa là giấy chứng nhận hay em ha, giấy chứng nhận. Bạn được yêu cầu là phải cung cấp một cái giấy chứng nhận health, về sức khỏe, được ký bởi medical provider, bác sĩ. Proving that là chứng minh rằng ha. Proving là chứng minh em, prove làm từ nguyên mẫu của nó là cái này nè, prove chứng minh ha, nó chứng minh rằng á bạn thì physically là khỏe mạnh về mặt thể chất đem, physically ha, khỏe mạnh về mặt thể chất, và mình có cụm là be capable of ha, có nghĩa là có đủ khả năng để làm gì đó ha, be capable of, có đủ khả năng để làm gì đó, có đủ khả năng để complete, hoàn tất cái the trip, cái chuyến đi. Otherwise có nghĩa là bằng không ha, bằng không. Bằng không á, thì bạn sẽ không có được permit, là được gì em, được cho phép ha. Bạn sẽ không có được phép, không có được cho phép để mà đi cái chuyến đi này. To this end, cuối cùng á, thì please make sure, hãy đảm bảo rằng bạn đã have read và đã đọc những cái terms là điều khoản và condition là điều kiện. Bạn đã đọc được tất cả những cái điều khoản và điều kiện của chúng tôi, được không nào? If you would like to make a reservation, mình có từ reservation là việc đặt chỗ trước, và cái cụm của nó là make a reservation có nghĩa là đặt chỗ trước thôi hay em ha. Nếu bạn quan tâm, bạn muốn đặt chỗ trước á, thì hãy click vào chữ here và để mà có cái thông tin booking, cái thông tin đặt chỗ, được không nào? Rồi tiếp bài đọc số 2 luôn nha. Bài đọc số 2 cũng là cái website của Borderland Tours luôn, nhưng nó đang ở một booking là một đặt chỗ nè, được không em? Rồi tiếp nha, fill out, hãy điền vào cái booking form, cái form đăng ký, cái form đặt chỗ below ở bên dưới, và send us, và gửi cho chúng tôi một cái deposit. Chỗ này có từ deposit em, deposit có nghĩa là tiền đặt cọc ha, tiền đặt cọc. Nếu mà em thấy cái ngữ cảnh ngân hàng á, nếu mà deposit mà trong ngân hàng á, thì dịch là tiền gửi ha, tiền gửi vào ngân hàng. Nhưng mà đối với những cái phương thức thanh toán á, thì khi mà người ta yêu cầu em gửi deposit có nghĩa là gửi tiền đặt cọc, tiền cọc, được không nào? Và hãy gửi cho chúng tôi một cái số tiền đặt cọc là $500 để mà reserve. Reserve chính là động từ của cái từ reservation ở trên đó em.
Đây nè, reservation là danh từ ha, thì reserve là động từ của từ reservation, có nghĩa là đặt chỗ luôn ha. Reserve your spot là đặt chỗ thôi, spot là chỗ đây ha. Gửi $500 để mà đặt chỗ cho bạn. It will be applied forward the total cost. Nó sẽ được tính vào cái total cost là tổng chi phí đen. Có nghĩa là nếu mà mình đi á, thì cái tiền $500 đó sẽ được gộp vào tổng cái chi phí rồi mình đóng thêm ha. Hoặc là reimburse. Mình có từ reimburse là bồi thường lại hay là trả lại, hoàn trả lại ha. Reimburse, bồi thường lại, hoàn trả lại. Nếu mà reservation là gì em? Cái việc đặt chỗ bị cancel là bị hủy at least ít nhất 30 ngày trước cái chuyến đi. Có nghĩa là nếu mà trước chuyến đi 30 ngày mình hủy cái việc đặt cọc đó thì mình được reimburse, được bồi thường lại, được hoàn trả lại cái tiền đặt cọc, deposit là $500. Được không nào? If nếu mà cancellation, cái việc hủy bỏ đó được made, được thực hiện fewer than, ít hơn 30 ngày trước khi cái chuyến đi xảy ra đó, thì only half the amount, chỉ có một nửa số tiền sẽ được returned, hoàn trả lại thôi. Được không nào? Rồi tiếp, ở dưới là cái form đăng ký đó thì ông Turner điền vào tên nè em, contact number là số điện thoại liên hệ nè, email address địa chỉ email liên hệ nè, name of the tour tên của cái tour, hay là itinerary, mình có từ itinerary có nghĩa là lịch trình ha em ha, lịch trình. Từ này cũng rất là hay gặp trong đề thi TOEIC luôn nha. Lịch trình, itinerary, tên của cái chuyến đi là cái lịch trình ha, là cái tour du lịch promotional được giảm giá Sahara 30 ngày. Ngày á là từ ngày 1 đến ngày 30, được không nào? Rồi tiếp nào. Mình dịch từ danh từ dịch lên tại vì cái này là một cụm danh từ nha nha. Option, cái sự lựa chọn du lịch ở Mauritania đó. Rồi đọc nè. I read that. Tôi đã đọc được rằng á là những cái thành viên trong cái nhóm du lịch này nè sẽ có several, một vài cái routes, những cái một vài cái sự lựa chọn về con đường đó em, để mà chọn ha, routes là đường đi, có một vài cái đường đi khác nhau để mà chọn lựa. Once, một khi mà chúng tôi reach đến Mauritania, có nghĩa là khi mà đến cái vùng Mauritania á thì sẽ có một số cái sự lựa chọn, xem mọi người muốn đi cái chỗ nào, được không nào? Và I read that, tôi cũng được đọc được rằng á, là we are supposed to, chúng tôi cũng được mong á, là sẽ come to an agreement. Mình có cụm là come to an agreement, có nghĩa là đi đến một thỏa thuận. Chúng tôi cũng được mong á, là đi đến một cái thỏa thuận và go together, đi cùng với nhau. Có nghĩa là có nhiều cái sự lựa chọn khác nhau như vậy. Thì bây giờ á, là mình phải thỏa thuận xem đi cái chỗ nào và phải đi cùng với nhau hết cái chỗ mà mình đã chọn, được không nào? The option, cái sự lựa chọn mà appeals, mình có động từ appeals có nghĩa là thu hút em ha. Appeals to somebody có nghĩa là thu hút ai, được không nào? Appeal to somebody ha. Cái sự lựa chọn mà nó thu hút tôi nhất đó là cái mà involves, bao gồm cái việc đi bằng xe lửa, được không nào? By train ha. However, tuy nhiên, I am willing to go, tôi sẵn sàng, along with, đi cùng bất cứ cái gì mà the rest, mình có từ rest là phần còn lại hay là những người còn lại ha. Tôi sẵn sàng đi cùng cái bất cứ cái nào mà những người còn lại trong nhóm của tôi decide, quyết định. As, bởi vì tất cả những cái sự lựa chọn thì có vẻ đều exciting, là thú vị, được không nào? Rồi, I've read, tôi đã đọc những cái terms, điều khoản và condition là điều kiện, và đồng ý để mà comply fully. Mình tích từ comply có nghĩa là tuân thủ em ha, tuân thủ hoàn toàn đó. Comply fully là tuân thủ hoàn toàn luôn, fully ha. Comply, tuân thủ, được không nào? Submit là nộp, cái form đăng ký ha, submit là nộp. Rồi tiếp, bài cuối cùng, bài số 3 nha. Bài số 3 em xem nè, đây là một cái bài đánh giá đây em, có 4, 5 sao này ha, đánh giá được 4 sao. A once in a lifetime journey. Journey là cái chuyến đi, hồi nãy cô nói rồi phải không, journey là một chuyến đi ha. Once in a lifetime, em coi nào, once là một lần, in là trong, lifetime là cái vòng đời á, một lần trong vòng đời, có nghĩa là một lần trong đời có một không hai đấy em. Đây là một chuyến đi, một lần trong đời có một không hai ha, có một không hai, có 102, có nghĩa là rất là đặc biệt đó, có 102. Posted, được đăng lên bởi ông Turner vào ngày 10 tháng 2, phải không nào? Rồi, ông ta nói gì? I recently, tôi gần đây, vừa hay là tôi vừa mới got back from, trở về từ Borderland Tours, 3-day Sahara Tour. Tôi gần đây mới vừa trở về từ cái chuyến du lịch Sahara 30 ngày của công ty Borderland Tour, được không nào? At first, đầu tiên á, thì tất cả những gì tôi focus on, là chú trọng vào á, là cái mà chúng tôi sẽ
Ăn là gì phải không nào? I had been excited. Tôi đã rất là hào hứng để mà thử. Cuisine là ẩm thực hay em ha, từ này cũng hay gặp lắm ha. Ẩm thực cuisine. Để mà thử ẩm thực của châu Phi phải không nào? African. Nhưng I generally thought it. Tôi gần như là nhận thấy đó, nó là rất là disappointing, là thất vọng em ha. Disappointing, thất vọng, disappointing. Tôi nhận thấy rất là thất vọng. Because, bởi vì chúng tôi đã không có dừng ở bất kỳ nơi nào very long lâu cả. The tour company, công ty du lịch đó, cung cấp hầu hết những cái bữa ăn luôn. Có nghĩa là không có được đi ăn ở bên ngoài đấy em, không có được tự do đi ăn. Mà bởi vì không có được ở lại chỗ nào lâu cả, cứ đến rồi đi thôi. Cho nên hầu hết những cái bữa ăn là do công ty du lịch nó lo ha. Mà những cái bữa ăn ở đó, which nè, nó repetitive có nghĩa là lặp đi lặp lại đấy em. Mình có động từ repeat là lặp lại, em biết từ đó không? Repetitive là tính từ của nó, là có tính lặp lại, nó cứ lặp đi lặp lại ha. Ok, anyway, dù sao đi nữa thì cái journey, cái chuyến đi á, bắt đầu ở Morocco. We drove, chúng tôi lái xe ha, drove đấy em. Chúng tôi lái xe xuyên qua Marrakech nè, phải không nào? Magnets and Fez. Trước khi mà di chuyển bằng camel và Đà Lạt đấy em, camel Đà Lạt ha, để đến cái nơi mà desert là sa mạc đấy em, đến cái nơi mà sa mạc nó gặp ocean là đại dương ha, desert sa mạc, ocean đại dương. Rồi tiếp nào, from there, từ đó đó thì chúng tôi cross, băng qua the border. Mình có từ border có nghĩa là biên giới đấy em, biên giới ha, biên giới. Cho nên cái công ty, cái tên công ty là Borderland đó em. Borderland nè, có nghĩa là vùng biên giới đó ha. Borderland là vùng biên giới, border là biên giới, được không nào? Có dịch lại nè. Từ đó thì chúng tôi băng qua biên giới để đi vào vùng Sahara, tây của Sahara ha. Và tiếp tục đi dọc theo coast, là đường bờ biển đó em, coast. Đi dọc theo cái đường bờ biển đi đến Mauritania, được không nào? Ở Mauritania đó thì những cái người du lịch đó có thể choose chọn đi hướng nam để đi đến Nouakchott hoặc là camp out. Mình có động từ camps là cắm trại em biết không? Out là ở bên ngoài. Vậy camp out có nghĩa là cắm trại qua đêm, ngủ ở bên ngoài đêm ha, người ta gọi là camp out. Ở Bang Organ phải không nào? Take a train, đi xe lửa đi đến Ether, hoặc là join, tham gia vào cái caravan camel. Mình có từ camel là lạc đà đó em, còn caravan là lữ hành bằng xe đó ha. Cái xe đó nó có trang bị chỗ ở trên đó luôn, và nó lữ hành ha, lữ hành bằng xe lạc đà để đi đến Tagant, được không nào? Rồi majority là phần lớn á, phần lớn trong số nhóm của chúng tôi á thì muốn đi bằng caravan, đi bằng cái xe lữ hành đó ha. Vì thế đó là cái mà chúng tôi ultimately, mình có từ ultimately có nghĩa là cuối cùng ha, đó là cái mà cuối cùng chúng tôi lựa chọn, được không nào? It was my first choice, không phải là sự lựa chọn đầu tiên của tôi. But I was happy just the same, nhưng mà tôi cũng rất là vui như vậy ha. We passed, chúng tôi đi qua một số cái scenery là phong cảnh em. Scenery là phong cảnh ha. Breathtaking là ngoạn mục. Breathtaking là ngoạn mục hay là hấp dẫn á, rất là tuyệt đẹp luôn á, người ta gọi là ngoạn mục hay là hấp dẫn ha. Chúng tôi băng qua một số cái phong cảnh đẹp ngoạn mục, rất là hấp dẫn. Ở trên cái journey là gì em? Chuyến đi, được không nào? Read more là đọc thêm nữa đó, có nghĩa là ông Turner còn viết nhiều á, được không nào? Rồi tiếp ha, xuống dưới câu hỏi và câu trả lời chúng ta cũng có một số cái từ vựng. Ví dụ như câu 191 mình có từ year round nè em. Year round có nghĩa là quanh năm suốt tháng luôn, quanh năm ha, quanh năm suốt tháng. Câu C có nghĩa là nó được cung cấp bởi cái Borderland Tours, công ty du lịch này nè, year round, quanh năm suốt tháng luôn ha. Có 192 mình có từ transmit nè em, transmit ha. Mình có từ transmit. Transmit có nghĩa là truyền ha, truyền hay là chuyển. Truyền hay là chuyển, ví dụ như là truyền tin tức ha, chuyển, transmit, truyền hay là chuyển ha. Rồi tiếp câu số 193 mình có từ exotic. Exotic có nghĩa là kỳ lạ. Có ai có nghĩa là anh ta thường đi những cái chuyến đi đến những cái vùng kỳ lạ,
khác thường á, ha, exalted, khác thường. Nó cũng khá khá giống với cái từ extraordinary lúc nãy chúng ta gặp đó, được không nào? Rồi tiếp câu số 194, câu B thì mình có từ accommodation. Accommodation có nghĩa là tiện nghi hay là chỗ ở. Từ này rất hay gặp nha nha. Tiện nghi ha, hay là chỗ ở. Tiện nghi chỗ ở ha, accommodations. Câu B có nghĩa là những cái tiện nghi chỗ ở không có được thoải mái. Câu C, incompatibility. Ok, mình có từ incompatibility có nghĩa là sự không có hợp, không có tương hợp, không có hợp nhau á, không có hợp với nhau ha, không có hợp, không có hợp với nhau, không hòa hợp ha, không có hòa hợp, không có hợp nhau. Câu C có nghĩa là không có cái sự không có hòa hợp giữa các thành viên trong nhóm, cái sự không có hợp nhau của các thành viên trong nhóm, được không nào?